Xin kính chào quý khán giả, chúng ta đã đến với nhanh được trực tiếp tại sân bóng đá Thuận Đảo của Bến Lức Long An theo dõi trận cầu giao hữu trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Đây là cuộc so tài của các vị khách Hậu Thạnh và tiếp đón các cầu thủ Hậu Thạnh là các cầu thủ chủ nhà đến từ câu lạc bộ Hải Sản 152. Chắc chắn là lúc này vẫn đang có những khán giả của Hậu Thạnh theo dõi. Và anh Yên xin được gửi lời chào và cảm ơn. Như vậy đã có pha làm bàn dành cho các thủ chủ nhà Hải Sản 152. Pha ghi bàn dành cho thủ vào số 10 của Hải Sản 152 từ phía cánh trái. Nỗ lực rất tốt. Tỷ số mở 1-0. Đó là mở tỷ số của Hú Đệ. Phản xạ xuất sắc của Nguyễn Chí Vân cứu thua một bàn thua trông thấy cho các thủ Hải Sản 152. Như vậy là Lợi Vi cũng sẽ rời sân và người vào sân để thay thế vị trí của số 3 này là cầu thủ Mao số 8 Thành Trung. Bóng tìm đến cột dọc. Phòng thoát tìm cho thủ thành Nguyễn Chilavert. Khi mà quyền thay đổi người đang được thực hiện, vừa được thực hiện thì cao thủ Hậu Thạnh có một cú dứt điểm từ xa, từ cánh phải. Chúng ta đang theo dõi là tình huống này. Pha xử lý tốt dành cho Tiến Mộc. Lại là chuyền hỏng cơ hội Vũ Đệ. Làm gì đây? Động tác giả khung thành trống và cần phải có pha làm bàn. Chính xác là như vậy. Cao thủ Hải Sản 152 đã nâng tỷ số của mình lên 2-0. Ở tình huống chuyền hỏng thứ hai thì cao thủ Hậu Thạnh phải trả giá. Và là thậm chí lần này Vũ Đệ đã rất bình tĩnh để thực hiện động tác giả đánh bại được cả thủ thành Tiến Bậm. Và sau đó chuyền bóng cho đồng đội Hoàng Ân. Hoàng Ân đã đứng ở tư thế quăng rất nhịp nhàng, trọng nghĩa. Rất nguy hiểm. Pha băng ra nhưng không thể đá bóng chính xác. Nguyễn Chilavert đã để cho mảnh lưới của mình rung lên. Tỷ số rút ngắn còn 1-2 cho cao thủ Hậu Thạnh nghe sẻ. Pha treo bóng cực kỳ xuất sắc dành cho số 17 Minh Thiện để giúp đồng đội ở tuyến trên có bàn thắng. Đang có những cân nhắc, những lợi thế tấn công của Hải Sản 152. Đây rồi, nguy hiểm. Pha băng ra và che chắn khép góc rất tốt của thủ thành Tiên Mộc. Một pha phản công nhanh, chỉ gần hai cầu thủ thôi đã xuất hiện ngay một tình huống nguy hiểm về phía thủ thành của Hậu Thạnh FC đến từ chính các thủ Hải Sản 152. Treo bóng thẳng vẫn rất ổn định cho khung gỗ của Nguyễn Chilavert. Chính xác thì trận đấu này ở hiệp 1 thì Nguyễn Chilavert cũng đã có những pha bóng xuất sắc để cứu thua. Vũ Đệ khoảng trống đây rồi. Mạnh lưới của cao thủ Hậu Thạnh FC một lần nữa đã bị rung lên. Một pha bóng quá xuất sắc. Xuất sắc dành cho cầu thủ bên phía Hải Sản 152. Như vậy đó là số 8 Thành Trung. Thành Trung đã giúp cho tỷ số của Hải Sản 152 nâng lên được 3-1. Lợi Vi đánh đầu bóng tìm đến Tà Hàng. Minh Thiện là người đã giúp cho hàng phòng ngự của cao thủ Hậu Thạnh có thể giữ an toàn nhiều chuyện rất nhanh. Và đây đầu vừa rồi đã tìm đến Tà Hàng rất đáng tiếc. Cảm ơn khán giả toàn văn lịch thi đấu thì anh Yên đã định ở trên fanpage nhà anh vô kiểm tra và sự kiện nguy hiểm. Hoàng Vũ đã giúp cho Hải Sản 152 có thêm bàn thắng nữa. Hai tình huống ghi bàn ở hiệp đấu thứ hai của cao thủ Hải Sản 152 đều giống một cái bảng. Đó là những pha
chuyền bóng rất mạnh của đồng đội và chạy cắt mặt. Quá hay cho thế trận của Hải Sản 152. Thế Anh đã làm thường quá tốt cho đồng đội mang lên và thực hiện đường chuyền. Người chuyền bóng thành công là Thành Trung. Thành FC. Càng ngang đi. Đó là Võ Khánh. Không nhiều khoảng trống. Tấn Đức Thành. Mất bóng rồi. Thành Trung. Quá ít cả đối tác. Xuống gót càng và bàn thắng thứ năm. Đó là cú đúp dành cho cầu thủ vào số 10 Vũ Đệ. Mới trở lại thì Vũ Đệ đã có thêm pha làm bàn với một pha đảo chân vào thời điểm rất mạnh, chéo góc từ phía cánh trái và lần này nó khiến cho thủ thành Hòa Phúc bó tay. Chính vậy mà sóng sẽ phải khác, thiết bị nó cũng sẽ phải khác và cả gói đường truyền nó cũng phải khác. Khánh xử lý rất tinh tế, tỷ số rút ngắn còn 2-5. Trước đó là một pha dứt điểm ở góc hẹp, đưa bóng thẳng vào cột dọc và bật xa, và nó đúng vị trí của đội bằng dâng lên, đó là số 7 Nguyễn Gõ bên phía hậu thành FC rút ngắn khoảng cách. Thuyền Ai 6-2 rồi. Có quá nhiều khoảng trống mà hàng phòng ngự Hậu Thành dành cho đối phương ở tình huống vừa rồi. Và việc họ bị thủng lưới cũng là điều dễ hiểu. Người đã băng vào dứt điểm tuyến 2 sau đường trả bóng lại của số 5 Trần To. Đó là cầu thủ màu số 10 Vũ Đệ và hat-trick dành cho cầu thủ này. Cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng trong buổi tối ngày nay giữa cuộc so tài của các đội sạc 42 và Hậu Thành tại sân đá Xuân Đạo. Tỷ số chung cuộc là 6-2 cho Hải Sản 42. Một chuyến hành quân nữa mà chưa mang về chiến thắng cho các vị khách. Hy vọng là trận đấu sau chúng ta sẽ được chứng kiến sức mạnh thực sự của đội bóng này. Và chúc mừng các đội Hải Sản 42 đã có chiến thắng ở trận đấu của đội này. Và xin cảm ơn hai đội bóng đã cống hiến nhiều vào ngày cho cuộc so tài và các khán giả. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.